Thì đây là một trong những cái nội dung rất là quan trọng, nhất là vào những cái vào mùa khô, những cái bạn mà sống nhà ở gần nơi ao hồ sông suối, à, do chúng ta không biết bơi nhưng mà thường là rủ nhau đi tắm ao hồ sông suối, hoặc biết bơi cũng bị chuột rút, không may là trong quá trình ăn bơi bị chuột rút và chúng ta không có kỹ năng bảo vệ bản thân mình, dẫn đến là bị tai nạn đuối nước. Bây giờ chúng ta sẽ cái bài phòng chống tai nạn đuối nước. Người thân khi bệnh em phải chăm sóc người bệnh như thế nào nào? Khi bố mẹ bệnh thì chăm sóc như thế nào? Ngân nào? Ngân nào? Ngân? À, làm gì nữa? À, rồi có thể động viên ba mẹ không nhanh khỏi bệnh đúng không? Khi bị các bệnh thông thường ta cần cho người bệnh ăn thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau xanh, quả chín để bồi bổ cơ thể. Thì nhắc lại cái bài cái vừa học đấy, nấu cho người bệnh quá ít, quá yếu, không cho ăn được thức ăn đặc sẽ cho ăn cháo thịt bằm nhỏ, súp, sữa, nước, quả ép. Nếu người bệnh không uống, muốn ăn uống hoặc ăn quá ít thì nên cho ăn nhiều bữa. Và những người mà bị bệnh mà cần phải ăn kiêng thì ăn kiêng theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ. Những người tiêu bị tiêu chảy thì cần phải ăn uống đầy đủ chất và uống cái nước bù nước oxygen. Đây là cảnh rất là thương tâm, bị đuối nước mà em bé nhỏ bị đuối nước. Rồi đây những cái bạn sống ở những cái vùng ao hồ sông suối đi tắm sông và không may bị đuối nước và rất là đau lòng, làm cảnh này cho nhìn rất đau lòng. Vậy thế nào là tai nạn đuối nước? Thế nào là tai nạn đuối nước? Tai nạn đuối nước hay gọi là chết đuối là tình trạng thiếu oxy do cơ thể bị chìm trong nước, có thể dẫn đến tử vong. Nhẹ thì chúng ta sẽ bị uống no nước, bị sặc nước. Nặng thì có thể dẫn đến tử vong do bị ngạt, bị là chìm dưới nước, bị ngạt không thở được, không có oxy, thiếu oxy và chết ngạt. Nước chết đuối đó, rất nguy hiểm. Trên thực tế, một số người bị ngạt thở do nước vẫn có khả năng được cứu sống. Vì vậy, những chuyên gia y tế đã dùng thuật ngữ là đuối nước. À, tức là những người mà bị đuối nước nếu phát hiện kịp thời, vớt kịp thời, à, nhanh chóng cứu sơ cứu đúng phương pháp thì vẫn cứu sống được. Đó. Đây. Thứ nhất là chúng ta không nơi ở bức tranh 1 là chúng ta không chơi ở những khu vực có ao hồ sông suối, rượt đuổi nhau chạy xung quanh ao hồ như thế rất nguy hiểm. Lỡ may sảy chân là rớt xuống 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 ao xuống hồ, bởi vì chúng ta không biết bơi. Đó. Nên bây giờ một trong những cái kỹ năng quan trọng là con phải học bơi. Hết dịch rồi, đến mùa hè tháng năm hết dịch. Các con sẽ đi học bơi một khóa, xin bố mẹ đi học bơi một khóa để biết kỹ năng bơi. Đấy. Thứ hai là ở một số nơi có giếng nhưng mà nhà có sử dụng giếng mà lại không sử dụng nắp đậy đàng hoàng. Đấy. Và cái thành giếng thì là xây thường là bị thấp, thấp hơn so với cái tầm của các con, thì các con là hay bị lộn xuống, té lộn xuống giếng hay ra nghịch ở gần giếng. Rồi khi qua sông, những người sống ở trong ao hồ thì hay qua sông, khi qua sông thì ngồi trên thuyền ngồi nghịch ngợm. Mô tả những việc nên và không nên. Đấy. Làm vì sao? Hình 1 là không nên rồi đấy, bởi vì chạy nhảy. Đấy. Hình 1 vẽ ba bạn đang chơi gần ao, một bạn nam đang nghịch nước, hai bạn đang chạy đuổi nhau trên bờ. Việc này không nên làm vì mãi chơi có thể
bị trượt chân, ngã xuống nước và bị đuối nước nếu chúng ta không biết bơi. Kể cả biết bơi cũng rất là nguy hiểm. Nhiều khi là chúng ta chạy nó mệt mỏi trong người và bị chuột rút. Đấy, chúng ta xuống là chúng ta không bơi được. Chuột rút không bơi được thì chúng ta cũng có thể bị là chết đuối. Đấy, đuối nước. Đấy. Đó, do vậy các con tuyệt đối là không được chơi gần ao, hồ, sông, suối. Không được chơi gần ở những cái giếng, giếng nước, những sâu không có nắp đậy là không được chơi, không được bén mảng tới những khu vực đó. Giếng, thành giếng được xây cao và có nắp đậy rất an toàn đối với trẻ. Đây là hành động nên, tức là khi nhà chúng ta có giếng thì phải xây cao, thành giếng phải xây cao quá tầm của các con, và các con phải có nắp đậy, chừa ra một cái lỗ nhỏ để chúng ta múc nước. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì giếng nước bây giờ cũng rất còn ít, thì có chủ yếu nằm trong dãy thôi. Đa phần là giếng, có giếng thì giếng khoan, và nếu có giếng thì cũng là có nắp đậy hết rồi. Đấy, nên các con chú ý. Ngồi trên thuyền như đấy, thả chân xuống nước như thế, nghịch như thế không nên. Ngồi nghịch nước như thế, lỡ mà thuyền nó lật lật thuyền là rớt xuống nước là té nước. Các bạn đang ngồi trên thuyền không mặc áo phao, hai tay thò tay thò chân xuống nghịch nước, hai bạn ngồi trên mạn thuyền. Việc này không nên, vì nếu nghịch đùa nghịch rất có thể bị rơi xuống nước và bị đuối nước. Do vậy, nếu sống ở những cái vùng sông nước không biết bơi và chúng ta đi thuyền thì chúng ta phải đeo mặc áo phao. Và tuyệt đối là không được đùa giỡn ngồi nghịch ở trên thuyền, không được nghịch, không được thả chân, thả tay xuống dưới cái thuyền, cũng như không được ngồi trên mép thuyền. Đấy, tuyệt đối không ngồi trên mép thuyền, lỡ bị té ngửa đằng sau là bị chết đuối. Vậy các bạn, các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước là gì? Trong cuộc sống chúng ta cần phải làm thế nào để phòng chống tai nạn đuối nước? Để phòng chống tai nạn đuối nước, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Không chơi đùa gần ao, hồ, sông, suối, giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy. Chung vải bể nước phải có nắp đậy. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy. Tuyệt đối không lội qua suối khi trời mưa lũ, giông bão. Đấy, các bạn ở trong vùng trong Buôn Ấp Lang đấy. Đấy, chúng ta gần Buôn Ấp Lang có con suối đấy, chúng ta không được xuống suối. Bắt cá, bắt đồ, hay tắm suối, trong sông, trong ao, trong hồ. Đây cũng có ao hồ nhiều xung quanh, ao hồ nhiều. Tuyệt đối không được tắm ao hồ, sông suối vì dễ bị chết đuối. Hình 1, nắp chung, đậy lại. Đấy, mưa lũ, trời mưa lũ này mà băng qua suối như thế này thì rất là nguy hiểm. Đấy. Khi lên thuyền thì mặc áo phao. Đấy, và ở cái cảnh hình thứ tư đây là không an toàn này. Cái thuyền nhỏ xíu mà rất là nhiều bạn đứng trên thuyền như thế. Xe đạp được người đứng như vậy. Lỡ mà té xuống nước cái là chết đuối. Hình 3, lội qua suối vào cái nước rất là xiết, có thể là trượt chân té ngã và bị chết đuối. Còn hình 1 là nhà có chung vải đựng nước, thiết bị đựng nước thì chúng ta phải đậy kín lại. Mà những dụng cụ nó phải cao, quá tầm người của các con. Khi qua thuyền thì chúng ta mặc áo phao. À, cạnh khách du lịch đi tham quan ở cái vịnh Hạ Long đấy, thì đang ngồi trên thuyền chấp hành theo cái hướng dẫn của cái hướng dẫn viên du lịch và những người mà người chở. Một số nguyên tắc khi đi tập bơi và đi bơi. Tập bơi là phải có hướng dẫn, có người hướng dẫn, có giáo viên hướng dẫn dạy bơi cho chúng ta. Và chúng ta phải tập bơi ở cái hồ bơi á, dành cho đối tượng là những em học bơi, nước nông, nước cạn, và có sự hướng dẫn, chỉ dẫn của người lớn, chứ không bơi một mình, không tự ý học bơi một mình, không tự ý bơi ra những cái vùng nước xa. Đấy. Các con thấy ở cảnh này họ răng dây này, đó, răng dây ở chia khu vực cái này. Đấy, khu vực ở bên trong nông cạn này là khu vực để tập bơi. Còn không được ra quá cái khu vực của cái dây này. Ở những cái bạn này á, khi tắm biển là chú ý là phải có phao. Đấy, và chỉ nên tắm ở gần bờ, không được tắm ra tắm biển, không tắm xa bờ. Vì xa bờ là sóng nó mạnh, nó có thể là cuốn mình đi. Do vậy chúng ta tắm là tắm biển là tắm gần bờ. Nếu được bố mẹ cho đi du lịch tắm biển, chúng ta nhớ chúng ta tắm gần bờ.
các bạn nhỏ đang bơi ở cái bể đông người, các bạn nhỏ đang bơi ở biển cùng với người lớn đi cùng. Đấy. Khi bơi chúng ta bơi ở những cái bể đúng đông phải đông người, thì có lỡ có chuyện gì thì có những người khác xung quanh sẽ cứu giúp chúng ta chứ không bơi mình. Và đi bơi ngoài biển, tắm biển phải có người lớn, đi theo người lớn quản lý chứ không mà tự ý ra biển tắm mình. Vậy theo em nên tập bơi và đi bơi đâu? Đấy, như thầy nói tập bơi là phải đi cùng người lớn, mặc áo phao, khi mới bắt đầu là mặc áo phao để tập bơi đã, và phải có người hướng dẫn, có thầy đây, các con thấy có huấn luyện viên hướng dẫn tập bơi này đấy, có thầy cô hướng dẫn tập bơi đồng hành, chứ không tự ý mà đi, và phải bơi ở dành cho cái hồ tập bơi của trẻ con đấy, nước nó nông. Đấy, các con có thể đứng ở trên nước rồi này, thấy không, đứng trên nước này, chứ nước mà quá quá ngực hoặc là quá đầu là không được. Đấy, nước phải nông, trong hồ bơi có người lớn quan sát theo đấy, có thể mặc áo phao, khi mới chưa biết bơi thì mặc áo phao để tập bơi đã, rồi có thầy cô hướng dẫn đàng hoàng. Chỉ tập bơi hoặc đi bơi ở nơi có người lớn và các phương tiện cứu hộ. Đấy, phương tiện cứu hộ đây là phao. Đấy, áo phao. Rồi. Trước khi bơi và sau khi bơi chú ý điều gì? Trước khi bơi thì các con phải vận động, khởi động, làm nóng cơ thể là thứ nhất. Thứ hai, để tránh cái tình trạng bị chuột rút. Đấy. Vận động tập các bài hướng dẫn để tránh bị cảm lạnh hoặc bị chuột rút. Tắm sạch trước và sau khi bơi. Sau khi bơi xong rồi thì chúng ta phải tắm sạch sẽ. Tập bơi xong rồi chúng ta tắm sạch sẽ vì nước ở trong hồ bơi cũng không sạch, nhiều người nó không sạch. Thế mình nhiều người nó không sạch nên chúng ta phải tắm sạch sẽ. Rồi, đây là cảnh học bơi, học các động tác tập bơi đấy. Đấy, phải học đồng hành. Đấy. Không tự ý là học bơi mình, phải có người hướng dẫn, thầy cô hướng dẫn. Sau khi bơi thì cần tắm gội sạch sẽ. Bởi vì nước trong hồ bơi là đông người tắm, nó dơ, nó bẩn, có nhiều vi khuẩn virus, chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ là cơ thể chúng ta. Tuân theo nội quy của bể bơi, khu vực bơi, không xuống nước bơi khi đang ra mồ hôi. Nếu chúng ta đang vận động mà nhiều mồ hôi chúng ta xuống bơi liền, cái này sẽ bị cảm lạnh. Trước khi xuống nước phải vận động, tập các bài theo hướng dẫn để tránh bị cảm lạnh hoặc bị chuột rút. Tắm sạch trước khi bơi và sau khi bơi để giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân, không bơi khi vừa ăn no hoặc đã quá đói. Đấy, tắm sạch trước khi bơi để chúng ta cơ thể chúng ta sạch sẽ, chúng ta hồ bơi để tránh làm mất vệ sinh cái hồ bơi. Đấy. Và sau khi bơi xong chúng ta cũng tắm lại lần nữa cho sạch sẽ. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn một số tình huống kỹ năng. Đấy. Hùng và Nam vừa chơi đá bóng về, Nam rủ Hùng ra hồ để tắm. Nếu là em Hùng, em sẽ ứng xử thế nào? Ngân có đồng ý không? Nếu có là Hùng có đồng ý không? Cùng Nam chơi đi tắm không? Nó to lên. À, không đồng ý đúng không? Bởi vì là vừa đi tắm về, vừa đá bóng về vận động nhiều, mà chúng ta vội và đang còn rất là nhiều mồ hôi, mà chúng ta tắm dễ bị cảm lạnh. Thứ hai, ra hồ tắm rất là nguy hiểm. Vì hồ nước thường sâu, không có người lớn, không người xung quanh, à, tắm như vậy hành động rất là không an toàn. Đi học về, Trung thấy mình đánh rơi quả bóng xuống nước, hồ nước đang cúi xuống để lấy. Nếu là Trung em sẽ làm gì? Chúng ta không cúi xuống lấy, mà chúng ta không nên cúi xuống lấy, nhờ người lớn lấy. Và nếu không lấy được thì thôi. Vì hồ nước cũng rất là sâu, mà chúng ta lúi húi xuống cúi xuống lỡ may mà trượt chân té ngã, cắm đầu xuống dưới nước, thế là có thể bị chết đuối. Nhà Thảo An cách một dòng suối, đúng lúc đi học về trời đổ mưa to và nước chảy xiết, đợi mãi nhưng chẳng thấy ai đi qua đây. Nếu là Thảo và An thì sẽ làm gì? Chúng ta tiếp tục đợi, đợi có người lớn qua, còn chúng ta tuyệt đối không được qua lúc trời đang mưa như này, nước mưa hồ nước suối nó rất là xiết, chúng ta có thể là trượt chân té ngã bị thương hoặc bị chết đuối. Đó, lưu ý. Đây, đá bóng về rồi rớt xuống hồ nước, chúng ta không nên cúi xuống với như vậy, có thể là bị rớt xuống nước, té xuống nước hồ. Đây, cái mà dòng suối và nước chảy rất xiết, chúng ta không nên qua.
thời điểm này chúng ta không nên qua suối vì rất nguy hiểm. Trong cuộc sống chúng ta cần làm gì để phòng chống tai nạn đuối nước? Không chơi đùa gần ao hồ sông suối. Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy. Chum vải bể nước phải có nắp đậy. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy, tuyệt đối không lội qua suối khi có trời mưa lũ và trong bão. Nêu một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi là chỉ tập bơi hoặc bơi ở những nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Không chơi đùa gần ao hồ sông suối, giếng nước phải được xây cao, nắp chum vải. Đấy. Đó là nội dung bài học. Chúng ta nên tập bơi ở đâu nhỉ? Sông hay hồ bơi hay biển? Các con comment đáp án cho thầy nè. Ở sông hay hồ bơi hay là biển? Tập bơi á. Tập bơi học bơi ở đâu? Lâm. Dạ thưa thầy là hồ bơi. Anh Luân. Thưa là hồ bơi. Dạ. Dạ Tuệ. Là hồ bơi. Đúng rồi, hồ bơi. Đấy, chính xác. Mừng con. Trước khi bơi, chúng ta cần làm gì? Khởi động, tập thể dục và mặc áo phao, nhảy ngay xuống hồ bơi để bơi, ăn thật no rồi mới bơi. Trả lời đáp án nào? Trước khi bơi chúng ta cần làm gì? Ngân. Sang Nhi. Dạ thưa thầy là câu A. Rồi câu A. Khởi động tập thể dục và mặc áo phao là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Rồi. Những việc nào không nên làm: lội qua suối, qua đoạn đường bị ngập nước, qua suối hay đường bị ngập lụt cần có người lớn đi theo. Các phương tiện giao thông đường thủy cần phải trang bị áo phao hoặc phao bơi. Phúc. Phúc. Phương Vi. Phương Vi. Phương Vi. Rồi. Đáp án A, lội qua suối, qua đoạn đường bị ngập lụt. Đấy là không nên. Nếu nhìn thấy bạn bị ngã xuống nước, em sẽ làm gì? Nhảy xuống vớt bạn lên bờ. Bỏ đi vì nếu cứu bạn mình sẽ bị ngã xuống, kêu cứu và chạy tìm người lớn gần đó giúp đỡ. Thế đáp án nào? Bảo Hân. Dạ thưa thầy câu C. Đúng rồi, kêu cứu và chạy đi tìm người lớn gần đó, kể cả chúng ta biết bơi nhưng chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa có kỹ năng để biết cứu người bị chết đuối, nên do vậy các con cũng tuyệt đối dù biết bơi cũng không nhảy xuống cứu bạn. Nhiều bạn á, dẫn đến cái chết thương tâm là có nhiều nữa. Nhiều bạn cũng chết đuối cùng và chết đuối tập thể đấy, do là thấy bạn mình là bị rớt xuống nước, thế là nghĩ là mình, có một số bạn là không biết bơi, rồi một số bạn là cũng là biết bơi nhưng mà thấy bạn như thế là đều lao xuống, cắm đầu lao xuống là để cứu bạn mà không có kỹ năng cứu, thành ra cuối cùng là cả hai đều bị chết đuối. Do vậy các con lưu ý khi thấy những cảnh đó là phải hô to, hét lên là to, kêu cứu, chạy đi tìm kiếm. Một bạn thì đứng hét to đấy, to và chạy thật nhanh đi xung quanh để kiếm người lớn, gọi người lớn để cứu. Còn chúng ta không, tuyệt đối chúng ta không nhảy xuống hồ để cứu bạn, bởi vì chúng ta sức khỏe yếu, không đủ sức khỏe và chưa có kỹ năng biết cách để mà cứu bạn. Đấy. Mà cuối cùng là chúng ta vừa không cứu được bạn mà lại hại bản thân mình nữa. Đấy, các con chú ý như vậy cho thầy. Câu C, kêu cứu và chạy đi tìm người lớn gần đó giúp đỡ. À, như vậy các con chú ý là không chơi đùa gần ao hồ sông suối, giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy, chum vại bể nước phải có nắp đậy, chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia phương tiện giao thông đường thủy và tuyệt đối không lội qua suối khi trời mưa trong bão, và chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn, phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định về bể bơi và cuộc bơi. Theo nội dung bài học. Rồi, buổi sau chúng ta sẽ bọc bài là ôn tập về con người, về sức khỏe, các con sẽ coi cái bài đó thầy. Rồi, cái tiết khoa học chúng ta này kết thúc.